Nó bị gì em có thể chia sẻ anh được không? À? Em đã bị gì? Bị thần kinh hả? Tay đâu bị thấy dài à? Chân là vì sao? Chân là bị liệt luôn hả? Không đi được. Chân vẫn đi được hả? Mà sao là đi được mà phải ngồi xe lăn? Thích ngồi xe lăn là ngồi. À, thích ngồi xe lăn ở đẩy đi đó hả? Em bán gì đây, em bán gì? Bán bông bông tai hả? Anh mua cho em đi. Giờ để xíu anh sẽ mua. Thì có thể em chia sẻ thật với anh được không? Anh này là gì của em? Là em. Em ruột hả? Em họ hả? Là ông này là em họ của em. Quê ở đâu? Quê ở đâu? Quê em này ở đâu? Ủa em họ của em mà sao là chịu? Quê nó ở Nông Cống. Quê Nông Cống hả? Có biết không? Có biết nhận thức không? Đội mũ lên đánh. Đội mũ lên đi. Anh tên gì? Trang Trang. Hả? Tên Trang Phung. Trang Trang. Tên Trang hả? Bao nhiêu tuổi rồi em? Anh bao nhiêu tuổi rồi? 31 tuổi rồi. 31 tuổi rồi hả? Có gia đình thì chưa? Này có gia đình chưa em? Anh bị đó là bị từ lúc nhỏ luôn hả? Mà sao là em không để anh đi bình thường mà em phải để anh xe lăn thế này? Là sao em? Nó lỗ vốn nó không cho, nó phải thêm cái này vào với nó mới cho, mới đủ tiền. Ý nó vậy nè. Là mục đích của em là đẩy anh này đi, để là đi xin thôi hay là đi mua bán? Anh xin. Đẩy đi là để mục đích em là đi ăn xin hả? Là em bán cái này. Em làm bán này còn anh này đi ăn xin. Là kết hợp cả hai. Là giữa em với anh này là không bà con không thiết gì hết. Em nhiều nhất người ta nói với thôi đừng có bỏ nó ở đây phải tội. Đó, em nói em sẽ bỏ nó không biết dùng điện thoại. Em nói người ta biết thành kinh, người ta biết dùng điện thoại, không biết dùng điện thoại. Thế anh nói anh nhớ không biết dùng điện thoại thì làm lâu này ra đây à? Điện thoại cũng không biết dùng. Điện thoại không biết dùng luôn. Không biết dùng cái gì ạ? Chứ không biết cái gì ạ? Anh mới nói tôi có điện thoại mà không biết dùng đấy, em không chịu cho nó. Nên nó cứ thần kinh người ta bỏ. Không dùng thôi. Chứ anh mới bây giờ bỏ lăng ra đây thì ta nói nhở. Anh mới thôi thì làm thư ơn làm phước, mai mốt mình được nhờ. Chứ bỏ ở đây hôm nay nó đưa đi xã thì đổi cái mình được không? Bộ đưa vào cái là em là cũng là người ngoài thôi, em là như cái việc của em chính là em đi bán bông tăm. Còn anh này là việc chính đi xin. Rồi em với anh này là kết hợp lại. Em lấy cái thằng này làm gì? Thằng này em không bao giờ lấy. Nó cho nó lấy. Cho em cũng không thèm nữa, nhưng còn cả anh cũng đến. Rồi xíu anh mua, xíu anh mua cho em luôn. Thế là nhiều lúc em đánh nó nha. Người ta biết là thôi đừng có đánh nó. Mà sao em phải đánh anh này? Ú gà không cần phải đánh như làm sao? Anh không biết cũng thấy thế à? Là anh hỏi thật một lần nữa nha, là em với anh này là có bà con thân thiết gì không? Cái hay là vợ chồng? Thân thiết thì có phải giọt máu nhà em đâu mà giữ. Hay là vợ chồng? Không vợ chồng gì hết. Rồi anh ấy lấy vợ chồng, anh cứ nói thế cũng vẫn được. Bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi? Em 91. 91 nay bao nhiêu tuổi? 30 hả? Còn anh này là nay 31. Quê là ở đâu luôn anh này? Em biết quê ở đâu không? Rồi tạm thời cái này anh gửi lại nha. Anh gửi đây xíu rồi anh sẽ lấy nha. Để đấy, rồi xíu anh lấy.
Vì thế này nè, anh trên đường đi, em hiểu không? Thì anh thấy cái trường hợp là em đẩy anh này đi thì anh tưởng là giữa hai vợ chồng hay là gì đó. Anh muốn quay lại, anh thấy cái hoàn cảnh này anh muốn chia sẻ. Nhưng mà sau cái thời gian mà tâm sự với em á, thì anh mới biết là giữa em với anh này là mang chắc là kết hợp lại là đi làm anh thôi đúng không? Là em là đi bán. Ngồi lên xe lăn đấy. Nhưng mà nhiều khi em hỏi thế là đây vợ ăn là chồng chị hay là chồng với đây là bố chị. Bố chị thì là nên tàn tật nó bị ảnh hưởng gì nào nó. Ngồi lên xe lăn thôi. Nó cũng là người vấn tâm nữa này anh. Thì em nói là giữa hai người xa lạ thôi, không biết gì hết. Không biết nữa. Rồi kết hợp lại để đi bán với đi sinh thôi. Em không bao giờ giật máu gia đình em, thế một ngày vậy là em bán vừa bán vừa sinh là bao nhiêu tiền? Một bán thì 300-600. Là tiền lời á, một ngày là bán 300-600 ngàn. Rồi hiện bây giờ em ở trọ ở đâu? Em đang ở dưới kia. Chỗ nào em? Cái cầu đi lên vào cái hẻm đó. Qua cái cầu Phú Xuân hả? Là ngay chỗ hẻm Mang Miết đầu bên kia cầu Phú Xuân. Biết rồi chỗ đó em biết rồi. Thế em đã có gia đình gì chưa? Chưa có gia đình luôn hả? Rồi em gặp anh này trong trường hợp nào? Không, ý anh hỏi là em gặp anh đây là trường hợp nào mà hai người là kết hợp với nhau để đi thế này? Không ấy, ý em nghĩ là vấn tâm, nhưng mà em không em vào cái người ta đúng không? Người ta ghép lại vấn tâm người anh xin ấy. Đây là ai ghép cho em? Người ta vấn tâm luôn. Anh thôi, nhưng mà anh chàng cũng không, người ta ghép cho anh vào vấn tâm. Không, ý anh hỏi là em tự ghép với anh này hay là có người đứng đằng sau để ghép việc này? Không bao giờ ghép, tự người ta ghép. Có người ghép cho em luôn. Là có người ghép cho em với anh này là một cặp. Đỡ đi bán với nhau, vừa bán vừa xin. Là như theo anh được hiểu nghe. Trong TV đấy. Hai vợ chồng họ riêng đúng không? Một cặp. Thế là như anh được biết là sau đằng sau của em là có đang có một thành phần nữa, một thành phần người nữa là ghép lại hai người đi một cặp với nhau là vừa bán vừa sinh. Thế một ngày là khoản tiền đó là gì, em có được sở hữu không, em được hưởng số tiền đó không, em hưởng bao nhiêu phần trăm số tiền đó? Không, giả sử nè, em đi sinh dưa đi bán tay một ngày là 600 ngàn, rồi giờ là em lấy bao nhiêu tiền, rồi em đưa người ta lại bao nhiêu hả? Giờ là em lấy bao nhiêu tiền trong 600 ngàn đó em? 650. Là không, xíu anh sẽ mua vì anh thấy cái này nó cũng ấy nè. Sao em? Có người đón về. Ai đón em về? Hộp này bao nhiêu? 12 ngàn. Đây 12 ngàn đúng không? Rồi xíu anh sẽ mua em cái này. Bây giờ em về luôn. Về một khác. Không, anh cũng hơi thắc mắc nè. Anh muốn hỏi là người nào đứng đằng sau để thu xếp những người tàn tật thế này đã đi bán tay mang bạn sinh nè. Hả? Em đi đây mỗi hồi là 1 giờ. Không, 1 giờ thì thế này nè. Cần thiết anh mua hết số này cho em luôn. Được chưa? Đây nè các bạn nè. Nếu cần thiết anh mua hết số này cho em luôn.
Nhưng với điều kiện là em phải cho anh biết là người nào đang đứng đằng sau của em để ghép cặp đôi thế này, để mà đi vừa xin vừa băng tâm. Em chịu, em không, em đi ghép. Mua, anh sẽ mua. Ừ, anh mua mà, anh nói mua mà. Em tên gì? Rồi rồi, em đợi anh xíu nha. Em đợi anh xíu, anh lấy tiền anh trả cho em luôn ha. Rồi thì bây giờ người nào đến đón em rồi hả? À, có chưa, có người đến đón chưa? À, rồi ok. Ôi, xin chào tạm biệt các bạn nha. Hiện tại thì mình đang gặp trường trạng của anh này với con bé này, thì đang đường đi, thì cứ như mình quay lại để tâm sự xíu. Thì được biết là giữa bé này với anh này là giữa hai người xa lạ với nhau, nhưng mà có một thế lực đằng sau là để ghép đôi lại, là vừa đi bán tâm vừa đi xin ăn hàng ngày như thế này nè. Rồi cái khoản tiền thu được thì về là chắc ăn sẽ là chia chác cái đó. Nhưng mà thật sự mình đang muốn tìm hiểu điều tra vấn đề này, thật sự bé là không chưa thỏa mãn được. Thì mà các bạn sẽ theo dõi clip tiếp theo nhé. Xin chào các bạn ấy.